Molly Phan xin được kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi cập nhật diễn biến chiến tranh Nga-Ukraine của The Second Post. Mở đầu bản tin chiều tối ngày 19 tháng 8 năm 2023, như thường lệ sẽ là một loạt tin vắng mà ban biên tập đã tổng hợp được trong ngày về những bước tiến cũng như chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Theo đó, thưa quý vị, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến gần Rabotine và Urohene, thì ở Crimea bị chiếm đóng, người Nga báo cáo một vụ nổ mạnh ở Simferipon. Bên cạnh đó, ở hướng Torai, Nga mất 234 binh sĩ và 20 thiết bị mỗi ngày. Trước tình hình này, Tổng thống Biden nhận định Nga đã thua khi không thể đạt được mục tiêu ban đầu ở Ukraine. Lực lượng vũ trang tiến gần Rabotinoe và Urozene Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được tiến bộ ở các hướng Zaporozhye và berdiansk Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến bản đồ cập nhật chiến sự mới nhất của Deep State. Theo đó, theo hướng Zaporozhye, do các hoạt động tấn công tích cực của lực lượng vũ trang đã có những thành công trong khu vực Rabotino. Các nhà phân tích nói, bằng những bước nhỏ hạ cánh sau khi nạo pháo trong giao tranh ác liệt, những người lính của lực lượng phòng vệ đang giải phóng lãnh thổ của Ukraine. Cũng theo bản đồ của Deep State, theo hướng bediansk lực lượng vũ trang ukraine đã thành công ở phía nam làng Urozenoye. về cuộc phản công của lực lượng vũ trang ukraine trong những tháng gần đây lực lượng phòng vệ đã tăng cường nỗ lực tái chiếm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và đã đạt được thành công trên nhiều mặt cùng một lúc vì vậy trong những ngày gần đây quân đội ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở phía nam bắc mút Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công theo hướng Bakhmut, Melitopol và Bediansk. Nổ mạnh ở Simferopol, Crimea Tại Crimea tạm thời bị chiếm đóng, một vụ nổ mạnh đã xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 8 gần Sevastopol. Ngoài ra, nó cũng được nghe thấy ở các khu vực lân cận khác. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine một vụ nổ lớn được báo cáo từ simferopol và perevanoe một vụ nổ khác cũng được nghe thấy ở quận bachisade và ở alusta ấn phẩm cho biết tuy nhiên chi tiết của vụ việc vẫn chưa được biết đại diện của chính quyền chiếm đóng đã né tránh không bình luận về tình hình với các vụ nổ các cư dân sống trong khu vực cũng lưu ý rằng tại một số ngôi làng của vùng bachisade báo động ô tô đã được kích hoạt sau vụ nổ được biết rằng trong những tháng gần đây, các vụ nổ xảy ra ngày càng thường xuyên hơn ở Crimea. Đôi khi đây là về các cuộc tấn công bằng USV chống lại hạm đội Nga, đôi khi là các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hoặc các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái vào bán đảo hoặc cây cầu Crimean. Ví dụ, vào đêm ngày 4 tháng 8 là một phần của chiến dịch đặc biệt của SBU. Trong một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái, tàu đổ bộ của công ty khai thác Olenegorsky đã bị hư hại, Đặc biệt, vào ngày hôm sau, USV đã tiếp tục tấn công một tàu chở dầu SIC cỡ lớn đang chất đầy nhiên liệu. Cây cầu Crimea gần đây cũng bị tấn công xuồng không người lái trên mặt nước. Kết quả là hai nhịp của cây cầu đã bị phá hủy trong cấu trúc. Từ đó, cầu Kerch biến thành cầu què. Ngoài ra, tiếng nổ từ vũ khí cỡ nông lớn đã vang lên ở Crimea vào ngày 18 tháng 8 và khói được nhìn thấy cách Epirotia không xa. Thưa quý vị, trong ngày qua, quân xâm lược Nga đã mất 234 binh sĩ và 20 đơn vị thiết bị quân sự chỉ riêng trên hướng Taurida. Thông tin này được chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria Alexander Tarnovsky cho biết trên Telegram. Trong ngày qua, tổn thất của địch về số người chết, bị thương và bị bắt lên tới 234 người, chết 64, bị thương 168 và bị bắt làm tù binh 7 người. 20 đơn vị thiết bị quân sự của địch bị phá hủy. Đặc biệt, máy bay trực thăng tấn công K-52, xe tăng, 6 hệ thống pháo và súng cối, UAV, 6 phương tiện và 5 đơn vị thiết bị đặc biệt. Ngoài ra, theo Tchaikovsky, ba kho đạn của Nga đã bị phá hủy và các đơn vị pháo binh của lực lượng phòng vệ đã hoàn thành 1.402 nhiệm vụ khai hỏa trong ngày. Biden, Nga đã thua, không thể đạt được mục tiêu ban đầu ở Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi lý do xâm lược Ukraine của Vladimir Putin là lố bịch và nói rằng Nga đã thua trong cuộc chiến vì không thể đạt được mục tiêu ban đầu. Nhận định này được Tổng thống Biden tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc, CNN trích dẫn. Nga đã thua, họ không thể đạt được mục tiêu ban đầu mà họ đã tuyên bố. Chiến thắng cho Nga là điều không thể, ông nói. Tổng thống Biden cũng gọi lập luận của Putin về cuộc xâm lược Ukraine là lố bịch. Theo Tổng thống Mỹ, việc không phản ứng trước hành động gây hấn của Nga có thể là một tín hiệu gửi tới Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta không làm gì cả, nếu chúng ta đứng lên, chúng ta sẽ gửi tín hiệu gì cho Trung Quốc về vấn đề Đài Loan? Tín hiệu đó sẽ gửi cho thế giới điều gì? Ông nói. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không phải là vấn đề duy nhất của châu Âu. Chưa có một cuộc xâm lược nào như vậy kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi phản ứng của nhà lãnh đạo Nhật Bản trước hành động gây hấn của Nga, nói rằng Nhật Bản đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong G7, đóng góp một lượng đáng kể hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, cũng như các thiết bị quân sự phi sát thương. Thưa quý vị, tổn thất của Nga trong cuộc chiến xâm lược hiện đã vượt quá 257.000 đơn vị nhân lực. Trong đó, chỉ riêng 24 giờ qua, quân phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt nửa nghìn quân xâm lược. Đó là báo cáo của ABC Ukraine có liên quan đến dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine. Và sau đây là thống kê tổng thiệt hại chiến đấu của Nga kể từ đầu chiến sự cho đến ngày 19 tháng 8 năm 2023. Nhân sự bị loại khỏi vòng chiến khoảng 257.010 cộng 500 người trong ngày qua, xe tăng 4.340 cộng 8 chiếc, phương tiện chiến đấu bọc thép 8.424 cộng 14 chiếc, hệ thống pháo binh 5.212 cộng 19 đơn vị, MLRS 714 chiếc, hệ thống phòng không 486 chiếc, máy bay 315 chiếc, máy bay trực thăng 316 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 4.282 cộng 6 chiếc, hỏa tiễn hành trình 1.406 chiếc tàu thuyền 18 chiếc, thiết bị ô tô và xe chở dầu 7.665 cộng 7 chiếc, thiết bị đặc biệt 785 cộng 2 đơn vị. Cần lưu ý rằng, Nga đã che giấu tổn thất của lực lượng chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trước đó, người phát ngôn của nhóm lực lượng phía đông, ông Sergei Cherovati, nói rằng tổn thất của Liên bang Nga trên hưởng Bắc Mút lớn hơn trong cuộc chiến hơn 10 năm ở Afghanistan. Cộng đồng tin báo của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã phân tích các hành động tấn công của lực lượng Ukraine và Nga trong tuần qua và ghi nhận bước tiến của quân phòng thủ Ukraine ở phía Nam. Theo đó, trong tuần qua, phần lớn chiến tuyến ở Ukraine không thay đổi. Tuy nhiên, ở phía Nam, quân đội Ukraine tiếp tục tiến dọc sông Mokoria Yali giữa làng Urozenoye bất chấp sự kháng cự quyết liệt của quân Nga, theo tình báo Anh. Nhưng tại khu vực thành phố Kubiansk, vùng Kharkov, Quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công thử nghiệm nhưng không đạt được thành công đáng kể, đánh giá cho biết. Sau đây là trích đoạn báo cáo của tình báo Anh. Dọc theo mặt trận, cả hai bên đều phải đối mặt với những vấn đề giống nhau. Họ đang cố gắng đánh bại các lực lượng củng cố vững chắc, trong khi lực lượng hạn chế không thể phát động các cuộc tấn công mới. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, phía Ukraine đã chính thức tuyên bố giải phóng làng Urozenoye ở vùng Donetsk, sau đó, lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã thành công ở phía nam của khu định cư được giải phóng. Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin viết rằng, tin báo Mỹ tuyên bố rằng trong quá trình thực hiện các chiến dịch phản công, Ukraine vẫn chưa thể đạt được mục tiêu chính, tức thành phố Melitopol, vùng Zaporozhye. Thưa quý vị, khi quân đội Ukraine trong quá trình thực hiện các chiến dịch phản công ở miền nam đất nước, họ có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng trên bộ của quân chiếm đóng Nga dọc theo bờ biển phía bắc của biển Azov theo nhiều cách khác nhau, và việc giải phóng Melitopol chỉ là một trong số đó. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đưa ra kết luận như vậy. Vào ngày 17 tháng 8, tờ Washington Post của Mỹ đưa tin rằng theo cộng đồng tin báo Hoa Kỳ, quân đội Ukraine sẽ không tiếp cận được Melitopol bị chiếm đóng ở vùng Zaporozhye trong cuộc phản công và sẽ không đạt được mục tiêu chính của họ, các đức quân Nga. Hành lang đất liền đến Crimea bị chiếm. Theo một đánh giá tin báo chưa được xác nhận, các hoạt động phòng thủ hiệu quả và các bãi minh dày đặc của Nga đã kim hãm bước tiến của UAF và sẽ tiếp tục như vậy. Theo Washington Post, các quan chức giấu tên của Hoa Kỳ cho biết lực lượng phòng vệ sẽ tiến vào trong phạm vi vài km từ Melitopol, nhưng không tiến xa hơn. Cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Ukraine trong phạm vi vài km từ Melitopol sẽ khiến các tuyến đường bộ và tuyến đường sắt quan trọng mà người Nga phụ thuộc vào việc tiếp tế cho quân đội của họ nằm trong tầm bắn của các hệ thống pháo binh Ukraine, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tiếp ứng và hậu cần của quân chiếm đóng về phần mình isw lưu ý rằng vẫn chưa rõ ràng từ các báo cáo được công bố tại sao các nhà phân tích tin báo hoa kỳ lại kết luận rằng việc giải phóng melitopol là cách duy nhất ukraine có thể cắt cầu đất liền của nga do đó các chuyên gia tại viện nghiên cứu chiến tranh thực tế đánh giá rằng lực lượng vũ trang ukraine có nhiều lựa chọn để cắt đứt các tuyến đường bộ quan trọng của nga dọc theo bờ biển phía bắc của biển azov trong đó việc giải phóng melitopol chỉ là một trong số chúng. Đặc biệt, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ sự không đồng tin với đánh giá tin báo bị cáo buộc ngày 15 tháng 8. Quan chức này nói rằng, triển vọng cho một cuộc phản công của APU để đạt được lợi ích chiến lược đáng kể sẽ vẫn chưa rõ ràng trong ít nhất một tháng hoặc hơn. ISW lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá thành công tổng thể của các hoạt động phản công đang diễn ra của Ukraine trên một số hướng tiến tới một số mục tiêu rõ ràng khác nhau. Các nhà phân tích luôn đưa ra ước tính rằng cuộc phản công của APU sẽ là một chuỗi hoạt động kéo dài, phi tuyến tính, có thể tiếp tục theo từng giai đoạn với các nhiệt độ khác nhau. Cuộc phản công của Ukraine không phải là một tập hợp các hoạt động được lên kế hoạch riêng biệt và các cuộc phản công hiện tại có khả năng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động quan trọng hơn. Báo cáo viết, ISW tóm tắt rằng họ tiếp tục tin rằng các hoạt động phản công của APU đang phá hủy đáng kể lực lượng phòng thủ của quân chiếm đóng Nga và rằng sự xuống cấp chung của tuyến phòng thủ của quân xâm lược đang tạo cơ hội cho bất kỳ bước đột phá nào của Ukraine có thể có ý nghĩa tác chiến tiềm tàng. Thưa quý vị, chúng ta đều được biết rằng Hoa Kỳ đã chấp thuận việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan. Tuy nhiên, vẫn chưa biết có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao và chúng sẽ được trang bị loại vũ khí gì. Và mặc dù vậy, thì các chuyên gia quân sự cho biết máy bay chiến đấu F-16 sẽ trở thành một biện pháp răng đe. Nga sẽ suy nghĩ 10 lần trước khi điều máy bay của mình đến nơi có những máy bay chiến đấu như vậy. Từ đó, F-16 Ukraine sẽ chọc thủng lỗ hổng quan trọng trong phòng thủ Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã trao cho Đan Mạch và Hà Lan văn bản cho phép cung cấp máy bay. Số lượng chính xác máy bay chiến đấu có thể được chuyển giao vẫn chưa được biết. Theo Reuters, Hà Lan sẽ phải ngưng hoạt động 24 chiếc F-16 đang hoạt động vào giữa năm 2024. Hà Lan đang xem xét việc chuyển giao chúng. Ngoài ra, nước này còn rao bán 18 máy bay chiến đấu khác, trong khi 12 chiếc trong số đó đã được ký kết các thỏa thuận sơ bộ. Vào tháng 8, Đan Mạch bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 và Bộ Quốc phòng nước này cho biết kết quả đầu tiên của khóa huấn luyện sẽ xuất hiện vào đầu năm 2024. Kirill Mikhailov, một nhà phân tích của OSINT, nói với cơ quan rằng tầm quan trọng của F-16 đối với Ukraine là chúng sẽ tăng cường khả năng phòng không vì chúng có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Tầm bắn của tên lửa F-16 vượt xa tầm bắn của bom không khí dự kiến phóng Su-34 của Nga, cũng như tầm bắn của hỏa tiễn chống tăng phóng từ trực thăng K-52 đang gây thiệt hại lớn cho lực lượng vũ trang. Vì vậy, các máy bay chiến đấu sẽ trở thành một biện pháp răng đe. Nga sẽ suy nghĩ 10 lần trước khi điều máy bay của mình đến nơi có những máy bay chiến đấu như vậy. Ông Mikhailov nói, một tính năng quan trọng khác của F-16 là khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao bằng hỏa tiễn chống radar và bom dẫn đường. Loại thứ hai sẽ tiết kiệm hỏa tiễn GMLRS tầm xa của hệ thống HIMARS cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Mikhailov nói thêm, theo chuyên gia quân sự Yuri Fedorov, Đan Mạch có 30 chiếc F-16 đang hoạt động, Hà Lan có thêm 42 chiếc nữa. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đạt được bước ngoặt trong tình hình nếu họ nhận được tới 60 đến 70 phương tiện nhưng tất cả phụ thuộc vào loại vũ khí mà chúng sẽ được trang bị và liệu những chiếc F-16 có được cung cấp hỏa tiễn không đối không Amram có khả năng bắn hạ máy bay Nga hay không. Nếu Ukraine nhận được một số phi đội F-16 ở Mỹ, một đơn vị như vậy bao gồm từ 18 đến 24 máy bay, thì về mặt lý thuyết, điều này sẽ giúp phản công. Douglas Barry, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, nói. New York Times lưu ý rằng tầm quan trọng của việc cung cấp các máy bay này cho Ukraine là chúng có thể thực hiện cả nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Oleg Ignatov, từ nhóm khủng hoảng quốc tế, nói với The Agency rằng ngay cả 200 chiếc F-16 cũng không thể xoay chuyển tinh thế một cách đáng kể, vì Nga vẫn sẽ có số lượng máy bay nhiều hơn gấp nhiều lần cũng như khả năng phòng không tốt. Tuy nhiên, việc chuyển giao sẽ bổ sung cho Ukraine hỏa lực cần thiết để vượt qua hệ thống phòng thủ trong các hoạt động tấn công trong tương lai, ông nói. Với kiểu chiến tranh đang diễn ra, không có loại vũ khí thông thường nào có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho một trong các bên. Mọi thứ đều hoạt động cùng nhau, miễn là bạn biết cách sử dụng tất cả. Ignatov tin tưởng. Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khá chấn động vừa được RIBA của Nga công bố. Theo trang Telegram lớn này, thì một hải trình mới dành cho tàu quốc tế cập cảng của Ukraine đã được thiết lập mà không quan tâm tới phản ứng của Nga. Ngay lúc này, đang có ít nhất 6 con tàu tới từ các cảng khác nhau trên biển địa Trung Hải. Chúng đang vào biển đen và hướng tới các cảng của Ukraine. Những con tàu này sẽ đi theo một hải trình đã vạch sẵn như sơ đồ Riba vẽ dưới đây. Hải trình này sẽ đi ven bờ trong vùng hải phận của Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bị tàu Nga uy hiếp, thì chúng sẽ ngay lập tức rẽ vào các cảng gần bờ trú ẩn. Trên hải trình đặc biệt này, Mỹ và NATO sẽ cử các UAV một P8A, 3MQ9A và một máy bay cảnh báo sớm E3A AWACS để giám sát và bảo đảm an toàn. Ngoài ra, còn hai máy bay trinh sát không người lái RQ-4B và RQ-4D thực hiện do thám hạm đội biển đen của Nga. Joseph Salt được cho là con tàu đầu tiên đã đi theo hải trình đặc biệt này và nó đã an toàn tới cảng. Theo nhận xét của Riba, thì hải quân Nga gần như không đủ khả năng để uy hiếp hay kiểm soát tuyến hải trình này. Họ còn đang giải quyết một số vấn đề của chính họ. Về điều này, trang Biba của Nga ngậm ngùi nhận xét có thể ngăn chặn điều này, nhưng khả năng của hải quân rất hạn chế vì một số lý do khách quan. Từ những sai lầm nghiêm trọng trong việc xây dựng hạm đội thời kỳ trước chiến tranh, đến việc sử dụng lực lượng và phương tiện không hợp lý. Và thật không may, không có tiến triển nào trong nhiều vấn đề về tổ chức. Đồng thời, việc di chuyển tự do của các tàu đến Ukraine và ngược lại, tạo ra thêm các mối đe dọa đối với các bến cảng và tàu của Nga đặc biệt là khi bạn cho rằng tin báo NATO hoạt động liên tục và lực lượng vũ trang Ukraine đang ráo riết chuẩn bị cho các cuộc tấn công mà họ muốn chung với ngày độc lập vào ngày 24 tháng 8. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức mỗi ngày. molivan kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Mong là quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.